Em xin chào cả nhà nhé, xin chào các bác nhé. Hôm nay thì bên nhà vườn chúng em lên một cái video mới để lên giới thiệu đến các bác nhà mình những cái mã hàng lan rừng nhà em đang có. Thì rất là mong các bác xem like và ủng hộ cho bên nhà vườn chúng em. Các bác mua hàng thì gọi điện trực tiếp số điện thoại bên em là 0385050491 để mua hàng các bác nhé. Đó, sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết từng đơn bán hàng trong cái phiên ngày hôm nay. Đầu like thì em sẽ lên cho các bác nhà mình là một chậu trâu các bác ạ. Trâu này là trâu màu cam lửa nhé, có hai cây. Cây bên này là cây con này, nó bị gãy mất cái cây lá ngọn rồi. Đó, vậy chi là chậu này chỉ còn một cây mẹ các bác nhé. Cây rất là đẹp, hàng đã nuôi thuần rồi các bác ạ. Cái mã số đầu tiên lên chia sẻ các bác nhà mình là mã số 3 các bác nhé. Mã số 3, chậu trâu màu cam lửa, cây rất là to đẹp. Chậu này xin phép chia sẻ cả nhà mình có 180k thôi các bác nhé, 180k cho cái chậu đầu tiên có mã số là mã số 3 các bác nhé. Các bác thiện chí mua hàng thì mình sẽ gọi điện theo số điện thoại em có ghim trên màn hình là 0385050491, và các bác lấy mã số nào thì các bác đọc cho em gái mã số đó, em sẽ bên em sẽ gửi hàng cho cả nhà mình nhá. Mã số 3 180k. Đó. Rồi tiếp theo em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình đây. Một cái mã hàng tiếp theo. Mã này là mã số 10, một chậu 5 cánh trắng Nha Trang các bác ạ. Chậu này thì rất là to đẹp nhá. Chậu này mầm gốc thân thủ rất là đẹp luôn. Đó, đây. Quả tình là đây các bác này. Nhà em thì nó vừa rồi bị chuột nó cắn mất một cái ngọn này này. Đó. Mà thân thủ rất là đẹp. Mầm gốc thì nó cứ dài tầm 90 nhá, cắn mất một ngọn còn hai ngọn này vẫn ok các bác ạ. Chậu này được 3 mầm gốc liền. Đó, chậu một chậu nái luôn đấy, mã số 10 nhá, 5 cánh trắng Nha Trang. Chậu này thì em xin phép xả cho các bác chậu này với giá bằng bao nhiêu đây? Chậu này xả nốt cho các bác 300k các bác nhá. Bán hơn 500 đấy, giờ xả còn 300 nốt các bác nhá. Một chậu 5 cánh trắng Nha Trang chậu nái xả các bác còn 300k, mầm gốc của nó dài được khoảng tầm 90 cm rồi. Rồi tiếp theo em lên chia sẻ các bác nhà mình một chậu tiếp theo nhá. Chậu này của em thì có cái mã số là mã số 1. Cây ở bên ngoài thực tế là rất là xanh tươi. À, vào trong cái video là cái điện thoại của em cái chất lượng hình ảnh nó hơi kém nên các bác có thể nhìn thấy cây của nó màu nhợt nhạt, còn thực tế là cây ở ngoài rất là xanh tươi. Hàng em đều là hàng đã nuôi thuần vườn rồi ạ. Mã số 1 là một chậu 5 cánh trắng An Phú các bác nhé. 5 cánh trắng An Phú, mầm gốc thân thủ thì rất là to. Mầm gốc này nó cũng được khoảng tầm 1 mét rồi các bác ạ, khoảng tầm 1 mét một thân rồi, ngọn đang đua nhé, thân rất là to. 5 cánh trắng An Phú mã số 1, chậu này em đang bán đây các bác này, 390k. Chậu này em đang để các bác chậu này với giá là bằng 290k các bác nhé. 290k cho một chậu 5 cánh trắng An Phú, chậu này mã số 1. Hai mầm gốc thì một mầm gốc dài khoảng tầm hơn 1 mét, còn một mầm gốc dài được khoảng tầm 90 phân các bác nhé, 90 cm. Mã số 1 chia sẻ với bác là 290k các bác nhé. Đẹp lắm các bác ạ. Rồi ạ, kế tiếp đây em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình là một chậu Corat Koki giống xưa các bác nhé. Bạn lá to rụt rịt, cây rất là đẹp luôn. Giờ này được 3 cây Koki các bác này. Hàng nuôi thuần vườn nhé, chậu 3 cây Corat Koki giống xưa. Đó, 3 cây này là 3 cây bản lá ngắn rụt rịt, cây rất là khỏe, rất là đẹp. Đó, bác nào mà sưu tầm giống Koki các bác nhé. Nói chung là nếu bác nào chưa biết mặt hoa Koki á, em cho xem mặt hoa luôn. Cái khuôn bông của Koki phải nói là tuyệt đẹp các bác nhé, không loại gì sánh ngang được với hoa Koki đâu. Hoa rất là đẹp mà mùi hương thơm. Căn bản dòng này mình chơi hoa cũng rất là bền, trung bình cứ chơi khoảng tầm vào một tháng, hơn một tháng hoa các bác nhé. Đó, chậu Koki này thì bên em chia sẻ các bác chậu này các bác lấy về làm tác phẩm cho em. Bác nào mà mình không thích đến với chậu các bác có thể là ghép lên trên lũa cho em thì rất là đẹp. Chậu này thì em chia sẻ các bác chậu Corat Koki là mã số 2. Mã số 2 chậu 3 cây này nhá. Bình thường chậu 3 cây này bên em đang bán 900 đấy. Nay chia sẻ các bác 700k chậu 3 cây nhá. 700k chậu này mã số 3 các bác ạ. Mã số 3 Corat Koki. À em xin lỗi, mã số 2 nhá. Mã số 2 Corat Koki chậu này 700 này các bác này. Tiếp theo lên cho các bác nhà mình một cái cây đai châu. Cây này phải nói là rất là đẹp các bác ạ. Cây này to cực kỳ luôn. Đây bạn, lá mít lá rất là to nhá, một cây trâu hồng cánh sen đang nứt được hai cái nụ hoa các bác thấy không ạ? Đây bên này nứt một cái nụ nha, bên này được một cái nụ này, bên trong này này, bên này cũng được một cái nụ các bác này, bên trong này cũng có một cái nụ nứt ra rồi. Đó, hiện tại em mới nhìn được hai cái, không biết là ở trên có nó không vì lá nó hơi dày nhau nên là hơi khó nhìn, hơi khó quan sát. Bạn lá rất là to các bác nhé. Đó, một chậu đai trâu màu hồng cánh sen. Đây là dạng cây này là cây rất là lớn các bác nhé, cây lớn. Đó, Tết năm nay là trâu hoa các bác nhé. Cây trâu này chơi hoa Tết này. Bác nào muốn sở hữu cái cây trâu hồng cánh sen trâu to này chốt cho em gái mã số 5 nhé.
Mã số 5 này em sẽ chia sẻ các bác nhà mình cái chậu đai trâu này với giá bằng 500 650 nhá, 650k nhá. 650k chậu này, màu hồng cánh sen các bác ạ, bản lá to. Lá mít xếp rụt rịt luôn các bác ạ. Được hai nụ hoa rồi. Mã số 5 các bác nhé. Cái chậu này của em là cái mã số là mã số 5 hồng cánh sen 650k cho chậu này nhé. Rồi chậu tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình là một chậu đuôi cáo các bác ạ. Hoa lan đuôi cáo đấy cả nhà ơi, một trong dòng hoa mà rất là đẹp. Rất là đẹp các bác nhé. Chậu này là chậu lớn, em vào ghép trong chậu gỗ đây các bác này, ghép chậu gỗ nhé. Chậu gỗ này đường kính của nó khoảng tầm gần 40 cm rồi. Một chậu rất là lớn. Chậu này em chia sẻ các bác nhà mình là mã số là, để em xem mã số mấy đây, mã số 7 các bác ạ, mã số 7 nhé. Bình thường chậu như này đang bán với giá bằng hơn 600, gần 700 nghìn rồi. Chậu này hôm nay thanh lý các bác, chậu này 480 các bác nhé, 480k cho chậu đuôi cáo mã số 7. Bác lấy chậu này chốt cho em là mã số 7 này, 480k các bác ạ. Đây, tiếp theo em lên chia sẻ các bác nhà mình là một chậu cử bảo tiên nhé. Bản lá to thân thủ đẹp, cử bảo tiên thì hoa của nó gần giống cái dòng coqui em vừa cho các bác xem hoa đấy, hoa vẫn gần giống như vậy các bác nhé. Nó khác thời gian ra hoa thôi. Cử bảo tiên nó sẽ ra hoa vào tầm tháng 8, tháng 9 các bác ạ. Đó, như chậu này hai cây bản lá to đẹp nhá. Chậu này chia sẻ các bác 450 nhá. 450 mã số 16. Mã số 16 cử bảo tiên là 450 này. Rồi ạ, tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình là một cái mã cử bảo tiên tiếp theo các bác ạ. Một chậu cử bảo tiên bản lá phải nói là siêu to các bác nhá. Cây rất là khỏe. Bản lá to xếp rụt rịt các bác nhá. Chậu này thì được 3 cây. Ba cây cử bảo tiên này thì có cái mã số là mã số 4 các bác ạ, mã số 4. Cái chậu thì chậu gỗ, chậu này đường kính khoảng tầm 40 các bác nhé. Chậu này phi 40. Thì em đang bán chậu này 950, chậu này em nay chia sẻ các bác chậu này với giá bằng 800 nốt nhá. Mã số 4, em để 800k nốt cho chậu cử bảo tiên này. Các bác nhìn chất lá này. Lá rất là dày, ngắn rụt rịt luôn các bác ạ, rất là đẹp luôn. Mã số 4 các bác nhé. Mã số 4 em chia sẻ các bác chậu cửu quả tiên này với giá bằng 800k chậu 3 cây nhé. Cây rất là đẹp. Tiếp theo đây em lên chia sẻ các bác nhà mình là một chậu đuôi chồn, hoa lan đuôi chồn đấy cả nhà ơi. Đây, hàng thuần vườn các bác nhé. Chậu này thì có mã số là mã số 9. Thì em cũng chia sẻ các bác chậu này với giá là bằng 150k thôi các bác nhé, 150. Tiếp theo là một chậu đuôi chồn tiếp theo, mã số 15. Chậu này có mã số 15 các bác nhé. À, cũng là một chậu đuôi chồn. Các bác lưu ý cho em này, cái màu sắc ở bên ngoài ấy, thực tế các bác nhận hàng các bác sẽ thấy được là cái màu của nó rất là xanh, rất là đậm. Chứ nó không như cái video của em nhá, tại vì cái video của em là cái điện thoại em cam nó, cái camera nó đều quá, nó mờ quá, nhìn nó cứ nhạt nhạt thôi. Còn thực tế là cây nhà em thuần vườn lâu rồi nó xanh đẹp lắm. Cây các bác nhận được hàng á, các bác nhìn cái màu sắc nó sẽ rất là xanh, nó rất là khỏe, chứ nó không có màu nhạt nhạt như trong video này đâu. Này là do cái điện thoại nó chất lượng hình ảnh nó kém. Chậu này thì của em mã số 15 các bác nhé. 15 chia sẻ các bác chậu này 180.000 này. Và cũng là một chậu chồn tím của Lai Châu các bác nhé. Dòng này hoa rất là đẹp. Tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình một chậu nhạn A3 các bác ơi. Nhạn A3 hoa vàng lưỡi trắng nhé. Em mời các bác nhé. Đây các bác ngắm đi. Chậu 3 cây, cây rất là khỏe. Ba cây nha, bình thường bán thực sự các bác này, một cây các bác đi mua một cây này cũng phải tầm vào 500 nghìn rồi. Ở đây em cũng xạ vườn em bán thanh lý nốt cho các bác nhé. Mã số 11, chậu này ba cây, em bán các bác chậu này với giá bằng 680k nhé. 680, bác nào sưu tầm được cái chốt nhé. Nhạn A3 hoa vàng lưỡi trắng, dòng này hoa thơm nức luôn. Nhạn A3 hay còn có tên gọi khác là nhạn va các bác nhé. Có những nơi người ta sẽ gọi là nhạn va. Lưỡi của nó trắng tinh, cái họng của nó trắng tinh ạ. Còn cánh hoa nó màu vàng các bác nhé. Là bác nào sưu tầm được chậu này chốt trên like giùm em. Mã số 11 các bác ạ, mã số 11, 680 chậu 3 cây này, rất to. Đó, rất là to các bác nhé. Rồi, tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình tiếp theo, một chậu á hậu các bác ạ. Chậu này mầm gốc các bác ngắm này, mầm gốc này, rất là dài này. Chắc tầm 80 cm rồi. Chậu á hậu các bác nhé, chậu này của em thì có mã số là 12. Mã số 12 chia sẻ các bác là 250 các bác ạ, mã số 12, 250.000 nhé. Tiếp theo lên cho các bác một chậu 5 cánh trắng cát bà mã số 14 này. Đẹp tuyệt vời luôn các bác ạ. Này, thân thụ này. Đó. Nhìn sướng luôn các bác, đã con mắt luôn. Chậu này đẹp quá trời. Đây các bác ngắm giúp em nhá. Đó. Ở ngoài nhìn nó xanh biếc, nhìn đẹp lắm. Trong video nhìn cái video của em, camera là cái điện thoại đời thấp nên là nó cứ
nó mờ mờ, nó lại màu lại bợt bợt, nó không được xanh, không được đẹp. Còn thực tế là cây bên ngoài rất là đẹp. 5 cánh trắng cát bà mã số 14 nhá. Bán thanh lý cho các bác chỗ này 390.000 nốt nhá. 390k chỗ này các bác ơi. Mã số 14, 5 cánh trắng cát bà 390 các bác nhé. Rồi tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình là một chậu. Đây. Đó. Chậu này chậu nhạn 4N các bác, hoàng nhạn 4N nhé, chậu 3 cây. Mã số 8. Mã số 8 chậu 3 cây hoàng nhạn 4N nhé. Chậu này chia sẻ các bác, chậu này cây nào cũng có con hết rồi. Em xin lỗi là cây nào cũng có hoa hết rồi, cây nào cũng có cuống hoa hết rồi nhé. Đó, chậu này chia sẻ các bác 850 các bác nhé, 850. Bác nào sưu tầm được thì chốt nhé. Chậu tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình là một chậu đai châu. Châu này là size lớn nhất các bác nhé, mã số 6. Cái cây này là màu đỏ đốm này. Cây này thì cây được một cái nụ hoa, hai cái nụ hoa, cây này được ba cái nụ hoa luôn rồi các bác ạ, ba cái nụ hoa luôn rồi này. Cây rất to, bản lá to lắm các bác nhé. Đó, châu màu đỏ đốm các bác ạ. Châu màu đỏ đốm các bác nhé, cây này bản lá to, size lớn đấy các bác ạ, mã số 6. Chậu này thì em đang bán là 650 các bác nhé, 650.000. Và bác nào sưu tầm được chậu này chốt nhé. Đó, ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều dòng lan khác. Các bác nhà mình muốn sưu tầm hàng gì thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên em là 0385 050491 để mua hàng các bác nhé. Rất là nhiều những cái mã hàng lan rừng đẹp. Đó. Các bác sưu tầm hàng gì các bác thì kết nối qua Zalo. Hoặc các bác gọi điện theo số điện thoại bên em là 0385 050491 để mua hàng nhé. Đây còn một chậu kiếm các bác này. Kiếm vị hoàng các bác này. Đây, còn một chậu vị hoàng này. Lên chia sẻ các bác nhà mình nhé. Chậu này được 4 thân các bác ạ. 4 thân măng nhé. Kiếm vị hoàng. Chậu này chia sẻ các bác chậu này với giá bằng bao nhiêu nhỉ? 280k các bác ơi. 280 chậu này nhé. 280 chậu kiếm vị hoàng này. 4 thân các bác ạ. Đây là hàng rừng, thân nó rất là to các bác nhé. Và bác nào mà sưu tầm được chậu kiếm vị hoàng này thì chốt nhé. Đó. Trầm tím, trầm cổ này. Đây, có chậu trầm cổ này cũng rất là đẹp này. Thân lù to khỏe, mập, đang thất ngọn nhưng mà chưa xuống lá nhé. Cái này cũng chuẩn bị hoa rồi. Trầm cổ chậu này chia sẻ với bác 130.000 chậu trầm cổ nhé. Đó, cảm ơn cả nhà mình nhé. Các bác mua hàng gì cứ gọi điện theo số điện thoại bên em là 0385 050491 để mua hàng. Em chào các bác.